Bé Trần bảo: à, thầy ơi, em muốn thầy khám bệnh Facebook cho em. Em muốn hút nhiều thành viên vào đội nhóm. Ok, xin chào cô gái Bé Trần nha. Bạn này là vừa là cô giáo của trường, là giảng viên của trường Đại học Bạc Liêu, lại vừa là thủ lĩnh đội nhóm kinh doanh đấy. Nên là bạn nào cũng đang có một công việc khác bên cạnh công việc kinh doanh online, thì hãy xem cách làm của cô gái này. Thầy Dũng cũng sẽ tư vấn thêm thông qua việc khám Facebook cho bạn ấy nha. Rồi, đây là Facebook của bạn Bé Trần, giám đốc kinh doanh tại Bạc Liêu, mỹ phẩm sạch Nhật Bản Tattoo. À, có số Zalo ở đây. Này, chúng ta nhìn ảnh bìa đẹp không? Avatar sắc không? Ấn tượng. Xem một lượt nhá. Xem có những gì hay hay nào. Rồi, chất lượng ảnh rất là tốt. Bạn này khi xuất hiện trên ảnh hay xuất hiện trên video ấy, rất là thần thái. Ok, chúng ta xem một vòng. Tần suất đăng bài ok đấy. Ảnh chụp cùng đội nhóm. Các bạn hạn chế đăng cái việc đăng ảnh mà gồm chỉ còn có người mẫu này, chỉ còn có ảnh sản phẩm này nhá. Thì những bức ảnh như này thường là tương tác nó rất là ít. Đó, Facebook nó thích những cái bức ảnh gọi là bức ảnh tươi. Tươi tức là bức ảnh chụp nó đăng lên ấy. Còn cái bức ảnh mà dạng thiết kế rất là chuyên nghiệp rồi đăng lên ấy, đặc biệt là có ảnh sản phẩm trong đấy, thì thường ít tương tác. Nên là ví dụ ở đây có 5-6 bức ảnh gì đấy, thì mình chỉ để 2-3 bức ảnh mà là ảnh chuyên nghiệp đấy thôi. Còn mình thêm một cái bức ảnh selfie có khuôn mặt của mình vào nữa, thì cả cái album 5-6 cái ảnh này thì thường sẽ có nhiều tương tác hơn. Rồi, cũng có những live stream bây giờ chia sẻ về nám tốt, nhưng tần suất phải lên nữa, tăng lên nữa. Rồi, tại sao phải chống nắng, ok. Nhưng mà đây là đang hút khách hàng tiềm năng, đang cần phải xem có những bài viết để hút thành viên vào đội nhóm của mình cơ. Rồi, ok. Nào, bây giờ chúng ta sẽ khám theo các tiêu chí của chúng ta nhé. Tiêu chí để khám bệnh cho những người nào đó mà muốn hút thành viên vào đội nhóm của mình, gọi là khám bệnh Facebook chuẩn leader. Chúng ta xem là ảnh bìa này, avatar này, tên Facebook này, đoạn mô tả đầu tiên và các bức ảnh, các video, các like của bạn này xem có đạt tiêu chuẩn hay không. Rồi, Bé Trần đúng không? Bé Trần. Ảnh bìa ok, thể hiện cái sự thần thái, thể hiện cái phong cách của người thủ lĩnh. Rồi thì ảnh bìa ở đây bạn hoàn toàn có thể chọn một phương án khác nó thân thiện hơn, đó là bạn chụp ảnh của bạn cùng đồng đội của bạn cũng được, hoặc là ảnh một mình bạn thì bạn thêm một cái câu châm ngôn nào đó của bạn liên quan đến kinh doanh để thể hiện mình là người có kiến thức về kinh doanh. Avatar ok, cái avatar lại còn có cái logo của trường Đại học Bạc Liêu nữa. Thì tức là bạn tăng uy tín được, vừa có thần thái rồi vừa tăng uy tín, là mình là một người cũng đang có gọi là có học hàm học vị, đang là giảng viên mà. Tốt. Tên là Bé Trần. Bé Trần thì bạn ấy tên là Bé thì mới có thể là thay bằng Bé Trần. Nhưng mà nếu như bạn ấy thích để cái tên này cho nó tây không sao cả. Nhưng nếu là thầy Dự thì thầy Dự sẽ để là Bé Trần. Giám đốc kinh doanh Bạc Liêu này, mỹ phẩm sạch Nhật Bản Tattoo. Đấy thì mình để chức danh ở đây cũng được. Đó, thì hoặc là mình sẽ để rằng là giám đốc kinh doanh Bạc Liêu. Đấy, nhận kèm cặp chị em kinh doanh mỹ phẩm Nhật Bản Zalo. Tức là mình có chữ kèm cặp ở đây này để thể hiện là gì ạ? Mình đang muốn, rất là muốn tập trung vào mục tiêu thu hút thành viên vào đội nhóm của mình. Phần mô tả ở đây thì nên thêm và các đường link nói về mình, bởi vì đây là mình muốn xây dựng hình ảnh mình là một người phụ nữ kinh doanh online. Thì lời khuyên dành cho Bé Trần là nên thiết kế một website, ví dụ như là betrần.com hoặc là betrần.vn, một website, và trên đấy mình có những bài viết chia sẻ về kinh doanh online trên đấy. Và ở trên này thì mình cho cái đường link trang chủ của website đấy vào, để người ta kích sang thì sang được website của mình, họ sẽ xem được rất nhiều bài, đọc được rất nhiều bài về kinh doanh online, thì uy tín của mình cũng sẽ tăng lên. Rồi, tần suất của Bé Trần là ok đấy, một ngày đăng từ 3 đến 5 bài như là ok. Chất lượng của video, chất lượng live stream tốt. Rồi, thì trong 5 cái tiêu chí đầu tiên là avatar này, ảnh bìa này, tên Facebook này, đoạn mô tả đầu tiên này, các bức ảnh, video like,
chất lượng của video, chất lượng của livestream, chất lượng các bức ảnh. Thì cả năm yếu tố này thì bạn Be Trần đều đạt được cả năm nhá. Chúc mừng Be Trần nhá. Ok, nào có bạn nào đang xem cái video này và thấy rằng ô, em cũng có Facebook, cũng đạt được 5 tiêu chí như thầy, thì comment xuống là em cũng đạt được 5 điểm. Em cũng đạt được 5 điểm rồi thầy ơi. Sang đến tiêu chí số 6 là các bài viết thể hiện tầm chuyên gia về kinh doanh online. Thì bây giờ mình muốn hút thêm nhiều người vào kinh doanh của mình thì 30 ngày tới mình cần phải hút, mình phải viết ra ít nhất là 10 bài hướng dẫn về kinh doanh online. Thế làm sao để tạo ra 10 bài viết đấy? Thì bây giờ mình xem trong đội nhóm của mình, mỗi người đang gặp những cái câu hỏi, những vấn đề trong kinh doanh đúng không? Thì thay việc là mình chỉ có tìm câu trả lời cho họ, thì mình viết luôn thành bài, mình chia sẻ luôn ở trên này này. Đấy, để họ cũng được đọc, và những người khác ở ngoài chưa phải thành viên đội nhóm của mình cũng được đọc. Thì họ càng đọc càng thấy hay thì họ càng thích được bạn kèm. Thì tháng tới, 30 ngày tới bổ sung ít nhất là 10 bài, mỗi bài trả lời một câu hỏi nào đó về kinh doanh online nhá. Tiếp, bài viết về đội nhóm. Thì ở đây có thể viết về các hoạt động của đội nhóm, thì ở trên này Be Trần có rồi. Nhưng đang thiếu một cái dạng bài viết là bài viết về thành viên trong đội nhóm. Có thể là boss của mình, có thể là leader của mình, có thể là thành viên trong đội nhóm của mình. Cứ ai có cái điều gì đó là tin vui, đáng để ngưỡng mộ, thì bạn hãy viết một bài về người ta và kèm cái bài học để chính mình và người đọc cũng học hỏi từ người đấy điều gì đấy. Và nếu như bạn có những cái thành viên đạt thành tựu mà bạn viết về họ ấy, thì ví dụ như là một tuần bạn viết một bài đến hai bài, một tháng bạn viết 4-8 bài, thì lúc đấy rất nhiều người họ sẽ phục bạn, vừa học được những điều từ câu chuyện đấy, vừa phục bạn vì bạn đã có thành viên thành công. Họ chưa tới livestream bao giờ cả mà họ tạo được cái livestream đầu tiên của 10 mắt xem, đấy cũng là điều đáng khen ngợi rồi. Thì bạn phải khen ngợi họ chứ, bạn phải vinh danh họ chứ. Một người chưa bao giờ cán mức thu nhập 10 triệu nhưng tháng này lại đạt mức thu nhập 10 triệu rồi, mặc dù nó có thể là 2 năm mới đạt được mức này, đấy cũng là thành tựu, phải viết bài khen ngợi họ chứ. Bổ sung vào nhé Be Trần nhé. Ai đó có sẵn lòng biết ơn với các thành viên hiện tại trong đội nhóm của mình thì người đấy sẽ được ban tặng thêm những thành viên mới và trở nên dư giả. Cố lên. Có livestream hỏi đáp về miễn phí về vấn đề kinh doanh online thì ở đây mới có video, hoặc là livestream về chủ đề là về làm đẹp thôi. Thì bây giờ em muốn hút thêm nhiều thành viên về phía em thì mỗi một tháng cần phải có ít nhất là 4, mà thầy Dũ khuyên luôn là một tuần có 2, tức là một tháng có 8 livestream để chia sẻ và hỏi đáp về kinh doanh online. Chuẩn bị sẵn câu hỏi, chuẩn bị sẵn câu trả lời, cứ lên livestream đọc câu hỏi và trả lời thôi. Ai trong những lúc xem có thêm câu hỏi nào nữa mà mình trả lời được luôn, mình trả lời. Còn nếu không mình hẹn một livestream sau. Đấy, thì như vậy. Có đăng tài liệu miễn phí về chủ đề kinh doanh online. Hãy tạo ra những tài liệu ví dụ như là 4 điều cần làm để tăng đơn lẻ trong tháng 5 2021, hoặc là 12 điều cần làm để tuyển thêm thành viên mới, cách để livestream tự tin dành cho người mới bắt đầu. Cứ tạo ra những cái tài liệu dạng quy trình checklist như vậy, sau đó mình đăng cái thông tin về tài liệu ấy lên thôi. Ai muốn nhận thì comment xong mình sẽ gửi cho từng người. Đấy chính là đại lý tiềm năng của mình đấy. Một tháng nên có 1-4 tài liệu miễn phí thì rất tốt. Chăm chỉ tạo tài liệu miễn phí vào nhá. Ok, cũng nên gỡ bỏ những bài mà mình bị tắc không liên quan trên cái trang chủ cá nhân của mình. Thì Be Trần làm tốt điều này rồi. Vậy là trong số 10 cái thang điểm này thì Be Trần cũng làm tốt được 1, 2, 3, 4, 5 và 10. Thiếu 6, 7, 8, 9. Tức là chúng ta cần phải có thêm 4 yếu tố nữa tập trung vào trong 30 ngày tới thì chắc chắn rằng em sẽ hút hơn đối với những người đang quan tâm đến kinh doanh online. Cảm ơn Be Trần, cảm ơn các bạn nào đang muốn xây dựng đội nhóm kinh doanh của mình thông qua tầm ảnh hưởng của mình trên Facebook nha. Rồi, các bạn nghe tiêu chí này thì bạn thấy rằng là thế Facebook của mình được mấy điểm? Comment xuống, cứ comment tương tác xuống và follow cho kênh fanpage Hàng Quang Dự Official này nhá. Click nút follow. Nếu đang xem trên YouTube thì click vào nút đăng ký kênh YouTube để vừa tấn nút chuông. Khi thầy có video mới trên Facebook hay có trên YouTube sẽ gửi thông báo cho các bạn để bạn xem. Cảm ơn bạn rất là nhiều, chúc mừng Be Trần. Chúc cô giáo 30 ngày tới sẽ tạo ra bước tiến mới để kèm cho đội nhóm tattoo của mình thành công hơn nữa nha.